Xin kính chào tất cả các bác Hôm nay uh, Katana sẽ giới thiệu các bác một cái sản phẩm hoàn toàn mới Kỷ niệm năm Giáp Thìn 2024 Đó là dòng dao thái đa năng Santoku Katana Dragon Đó, đây Bởi vì uh, Katana như các bác biết là bên mình đã nội địa hóa cái dòng dao Một số các sản phẩm dao tại Việt Nam Chính vì thế cho nên là bao bì tem mát là hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé Cộng thêm với cả đây là ghi rất rõ là made in Việt Nam này Đó thì tên công ty của mình là công ty cổ phần Takahana Việt Nhật. Đó, và chiếc này được sản xuất tại Việt Nam các bác nhé Đó, sửa hướng dẫn sử dụng và bảo quản này. Đó. Rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. Cho nên bác nào mà mua về thì uh, nhớ đọc qua nhé đọc qua hướng dẫn sử dụng. À và có cả hướng dẫn sử dụng uh, hướng dẫn mài luôn. Hướng dẫn mài luôn các bạn nhé Đó. Ok, thì uh, đây là chiếc dao thái đa năng được làm từ thép 420G2 với độ cứng lên tới là 54 hrc các bác nhé 54 hrc đó kích thước của nó sẽ là lưỡi dài 18 cm cái phần lưỡi này dài 18 cm cán dài 15 cm đó độ dày của lưỡi này lên tới 2 ly các bạn nhé đó độ dày lên tới 2 ly cái dòng dao mà bình thường ấy những cái dòng dao phổ thông dao thái phổ thông như thị trường thì nó dày độ khoảng tầm 1 ly rưỡi một ly hai cho đến một ly rưỡi. Thì tuy nhiên chiếc này dày tới tận một tới uh, tận hai ly lận cho nên là rất là cứng nhá, rất là cứng luôn. Các bạn yên tâm sử dụng. Ngoài ra uh, đối với cái công nghệ uh, mài thì bên mình đã sử dụng cái công nghệ công nghệ mài vát hai bên như thế này này, đó rất bén luôn, rất sắc rất bén và không mài từ phần lưỡi dao nhá mài đúng cái phần bắt đầu từ độ khoảng tầm uh, một phân rưỡi gần hai phân, đó mài vát bắt đầu từ đây này mass phát xuống và ngoài ra cuối cùng nó sẽ mài cắt ở đây đó góc mài là 15 độ ok chưa đó rất sắc rất xịn Đây, trải nghiệm test thử các bác nhé đó và các bạn nhớ nhé bên mình bảo hành giao tới tận 2 năm lận thế cho nên là có bất kỳ lỗi gì các bác cứ liên hệ nhé bên mình sẽ phục hồi sửa lại cho các bác hoàn toàn miễn phí à cái nhựa này cũng được làm từ nhựa pp nguyên sinh nhé chứ không dùng nhựa tái chế nhé cho nên là các bác sử dụng khi mà sử dụng thì chúng ta rất yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm đó và cái bề mặt sần các bạn nhìn thấy không sần như thế này sẽ giúp cho chúng ta cầm nắm rất là cảm giác thoải mái cộng thêm không bị trơn đó cảm giác cầm nắm rất thích luôn nhé đây đó, cán thì được thiết kế theo kiểu công thái học đó rất tốt luôn cầm nắm rất êm rất phê đó, và cái thép này thì mác thép của nó là 420G2 Thép cực kỳ phổ biến Ở trên thị trường Nhật Bản Để mà làm những dòng dao bình dân Dao phần dòng phân khúc bình dân Thế chính vì thế cho nên là nó tuyệt đối với an toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhé Đó, rất nhiều bác hỏi là tại sao lại làm dao Thế thì xin thưa với các bác là từ trước đến nay thì là Chắc là chả bao giờ mọi người để ý đến cái chất lượng của cái thép làm con dao đúng không Thì đối với những dòng dao bên Katana thì mình công bố cái mác thép rất là rõ ràng Rất là đầy đủ để cho các bác yên tâm khi mà cắt gọt sử dụng ok chưa đó cái đấy là rất là quan trọng rất quan trọng luôn điều đầu tiên đối với những cái dòng à, sản phẩm mà tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chính là an toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhé chứ không chứ chưa nói đến độ sắc hay độ cứng gì cả đầu tiên phải là an toàn vệ sinh thực phẩm đã rồi tiếp theo chúng ta mới nói đến cái độ cứng độ sắc độ bén như thế nào đúng không ạ và như chiếc này thì mình xin phép là Sẽ để giá nhé Giá mình dự kiến Bắt đầu dự kiến nó khoảng hơn 200.000 Nhưng mà thôi mình cứ xin phép Được chưa Một uh, Gọi là gì nhỉ Một Mình đang có một lô 1.000 chiếc Và mình xin phép để cho các bác Với giá là 150.000 Trên một chiếc Và Free ship toàn quốc các bác nhé Free ship toàn quốc Các bác chỉ việc comment ở dưới thôi uh, Số comment uh, gì nhỉ Ờ uh, Số điện thoại cũng được Nhưng mà nếu như bác nào mà muốn sợ lộ thông tin đó, Thì các bác có thể uh, nhắn tin trực tiếp qua Zalo Cho bên mình với số hotline là 083-777-8386 Các bác nhá Thì như thế thì bên mình sẽ uh, uh, trực tiếp liên hệ với các bác uh, Để cho gọi là gì nhỉ An toàn bảo mật thông tin Ok chậm Chứ không nhiều khi các bác mà lại uh, comment số điện thoại lên Thì người khác người ta lại lấy cái số điện thoại đó Xong rồi người ta gọi là gửi hàng linh tinh cho các bác Thì rất là mệt Ok chưa? Nhắc lại nhá. Số hotline của bên mình là 083 777 8386. Ok nhé các bác nhá.